từ sự sử dụng chất kích thích như ma túy thuốc phiện bia thì có phạm với uống rượu không tôi nghĩ là cái này quý vị không cần phải hỏi nhưng mà có lẽ là có có nhiều người họ vẫn thắc mắc cho nên sư nói luôn mà sư nói thì không biết cái người thắc mắc họ có nghe được hay không đó là vẫn phạm giới như thường chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của cái giới ừ, đó là gì đó là những cái chất nó khiến cho cái đầu óc của chúng ta đó không có được minh mẫn tức là gì đó là những cái chất mà nó khiến cho chúng ta không có tập trung đúng mức vào cái cần phải tập trung ví dụ như chúng ta cần hành thiền chúng ta cần uh, giữ giới nhưng mà khi chúng ta dùng cái chất đó rồi đó Thì cái chuyện đó được xem nhẹ ha. Mà Mình gọi nó là uh, Là nhân sanh dễ vui đó. Trong cái giới gọi là cái nhân sanh dễ vui Tức là đó là những cái chất ha. Nó là những cái chất Mà nó khiến cho đầu óc của mình Đầu của mình ấy, Nó bị ảnh hưởng Nó không có được Tập trung đúng Đúng cái bản chất của nó Ờ, nhiều người họ nói là họ họ dùng cái đá đó, họ đập đá đó. thì đập đá nó làm cho họ tập trung nhưng mà họ tập trung theo cái tưởng tượng của họ thôi. Sẽ biết có một có một người như thế này nè. Đập đá xong rồi họ bị dính cái 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 dân chơi gọi là bị dính cầm cái điện thoại tập trung lắm tập trung lắm cầm cái điện thoại mở một hồi Nó banh ra trơn mở banh cái điện thoại ra trơn banh nguyên cái mâm gì đó cái mâm gì đó banh hết banh hết toàn bộ ốc chích này nó băm banh hết ra xong rồi nó không biết làm gì hết anh mượn cái điện thoại thằng cái bên, bên, anh mượn rồi anh cũng ngồi đó anh anh mở anh mở sao nó hồi điện thoại nó banh hết trơn luôn rồi anh quay qua anh mượn thêm mấy người khác nữa thì mấy anh khác thì họ cũng đang đập đá họ dính mà họ cũng đâu có để ý gì đâu thì tới sáng hôm sau đó nguyên cái mâm gì đó toàn lên chuyện điện thoại không thôi mà cái lúc gỡ anh thì không biết anh gỡ sao anh gỡ hay lắm mà tới lúc tới sáng hôm sau chỉ có nước là đem hết toàn bộ nguyên cái mâm lên truyền điện thoại đó đem ra trong ngoài tiệm cho người ta ráp lại dùm họ tập trung nhưng mà cái kiểu tập trung của họ là tập trung không có trí tuệ quý vị biết không chứ không phải là cái, cái, cái tập trung của họ là cái sự tập trung vô trí cho nên nó vẫn được tính là cái sự dễ vui, ừ. à, hoặc như cái người, cái người mà họ, nó họ bị dính, bị dính cái gì, bài cái bàn cờ đó, bài cái bàn cờ đó, họ đánh nhưng mà họ không có cái cái, cái ý thức được là họ làm cái gì họ chỉ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại một cái hành động đó hoài hoặc là nếu như quý vị ngồi gần cái người mà họ đập đá đó thì thấy là họ nói nhảm họ bản thân họ đó thì họ họ ảo tưởng họ bị cái ảo giác họ nghĩ là họ đang nói một cái gì đó nó nó ghê gớm là họ nói hoài họ không có biết mệt họ không có hết chuyện à, nhưng mà cái người mà ở cái bên mà cái người không có không có chơi đó thì sẽ thấy họ là họ đang nói nhảm thành ra đó tất cả các cái chất mà nó khiến cho cái đầu óc của mình đó, nó thiếu đi nó thiếu đi cái sự tập trung thiếu đi cái sự minh mẫn thì nó đều phạm cái giới này hết ha